Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng đồng Thuật Và trở lại video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ bàn cách để chúng ta thêm mạng lưới Avalanche vào vị Metamask của chúng ta ở trên điện thoại iPhone các bạn nhé Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Như trên màn hình, đấy là giao diện của cái vị Metamask của mình Mình đã đăng nhập vào vị Metamask rồi các bạn nhé Thì để mà có thể thêm được cái mạng lưới Avalanche vào trong vị Metamask thì chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên chúng ta nhấp vào cái bẩn răng góc dưới bên tay phải màn hình các bạn nhé Nhập vào đây sau đó bạn lựa chọn cái dòng chữ Network các bạn nhé, nhấp vào đây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút Add Network. Ở đây thì uh, cái Network nó đã xóa cho chúng ta một cái màng lưỡi phổ biến đó là Avalanche Managed C-Chain. Chúng ta sẽ nhấn vào nút Add nhé. Rồi, ở đây thì họ đã để sẵn cho chúng ta. À, những cái tên của mạng lưới này cái chain ID này cũng như là cái URL của network và chúng ta xem thêm đó chính là cái đồng mà đồng mã thông báo của cái mạng lưới này là AV AX các bạn nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào Confirm. và chúng ta nhấn vào switch to network rồi như vậy là chúng ta đã thêm xong à, cái mạng lưới Avalanche vào vị metamask của chúng ta ở trên mạng lưới avalanche thì nó sử dụng cái đồng coi đồng mã thông báo của mạng lưới là avax để làm phí giao dịch thì ở đây nó sẽ tự ạt cái mã thông báo này vào luôn các bạn nhé thì đó là những gì mà chúng ta có thể làm để thêm vào cái mạng lưới Avalanche lên cái vị Metamask của chúng ta ở trên iPhone. Hy vọng rằng các bước đơn giản này sẽ giúp cho bạn thêm thành công cái mạng lưới Avalanche vào trong cái vị Metamask của bạn ở trên iPhone các bạn nhé. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích đừng ngần ngại giơ vài giây nhấn vào nút like video để ủng hộ kênh của Thuật nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.